À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì là đầu tiên là các bác cho phép Huy Cường Audio gửi một lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì bên em sáng sớm thì bên em có về được một lô hàng rất là chất lượng nha. Về từ những dòng cao cấp cho tất cả các bác nha. Dây nguồn, dây loa, dây tín hiệu đầy đủ để cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn. Đấy. Đây các bác thể thấy đây. Đây chính là một cặp dây loa Max Syntox này. Cặp này là cặp dây loa lọt đót này. Cặp này là cặp dây loa của Max Lemonson này. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một để cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Thì đây, trước tiên thì em về được mấy cặp dây tín hiệu ACE của Đức này. Đấy. Dây cực kỳ là chất lượng nha, các bác nhìn ra. Màu trắng sữa cực kỳ là đẹp. Nó là dòng dây tín hiệu của Đức nha. Em sẽ quay đây. Em sẽ quay cái chữ trên thân dây cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn ra. Đó, dây của nó là dòng dây ACE Wiper, hàng của Made in Germany này. Đấy, các bác nhìn ra. Dây này thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Thì các bác lên cắm làm sao cho nó đúng điều hướng mũi tên để nó phát huy tối đa cái chất âm mà nó mang lại nha. Và cái đầu rắc của nó thì đây các bác có thể thấy được. Đầu rắc của hãng thì người ta sử dụng là chọn bộ carbon như thế này. Đấy, sử dụng là đầu rắc ACE Wiper này, các bác nhìn chưa? Đấy, rất là chất lượng nha. Dây này thì bên em về là nó chỉ có chiều dài 1 mét thôi. Hàng nguyên bản 100% cho cả bác chơi nha. Từ đầu rắc cho đến thân dây đều là hàng nguyên bản 100%. Đấy, những dòng này thì gọi là hàng siêu lướt ở bên nước ngoài về rồi. Đó, các bác nhìn chưa? Những dòng này thì em đấu giá Nhật về cũng rất là tốt thôi. Thì cặp dây tín hiệu của Made in Germany này, dây tín hiệu ACE đấy, Wiper của Đức. Thì cặp này thì hiện tại là bên em đang bán, bác mức giá là 4 triệu đồng một cặp nha. Đấy, 4 triệu đồng một cặp. Rất là chất lượng này, các bác nhìn ra. Đấy, các bác nhìn ra, rất là đẹp. Đấy, hàng ở Made in Germany nha. Những dòng này thì thực ra thì em cũng đã nghe, đã trải nghiệm được cái chất âm của nó rồi. Các bác nào mà thích tiếng bass hay sâu mềm mại một chút thì các bác thể tham khảo về đằng này nhá. Tiếng bass nó rất là hay đấy. Đấy. Còn ví dụ như bass nào dàn âm thanh nhà các bác đang thiếu giải cao, đấy, giải chép nó chưa được sáng, đấy, chép nó chưa được độ trong tiếng, tiếng nó chưa được trong, thì các bác thể sử dụng một cặp dây tín hiệu lọt đót hình đồ này. Đấy. Đấy, thì các bác thể sử dụng một cặp dây tín hiệu lọt đót như này chẳng hạn. Thì bởi vì những cái dòng lọt đót như này thì đa số của nó đều sử dụng là cái công nghệ mạ bạc nha. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, lọt đót hàng Made in Vera này. Đấy, dây này thì hiện tại thì bên em về là nó không có hộp thì cái giá nó sẽ tốt hơn nha. Đấy, bởi vì cái cặp này nếu mà hàng mà nó có hộp ấy thì là giá nó phải rơi trên 6 triệu. Đấy, 6 triệu 800. Đấy, còn cặp này thì hiện tại là không có hộp thì bên em về đang bán bác mức giá cực kỳ là tốt này. Em về được có mấy cặp thôi. Đấy, hàng đấu giá Nhật về nha. Đấy, cặp này thì hiện tại thì em đang bán các bác mức giá là 4 triệu 6 nha. 4 triệu 6 một cặp. Dây tín hiệu lọt đót cực kỳ là đẹp nha. Dây cái lớp chống nhiễu của nó đây các bác nhìn ra. Đấy, lớp chống nhiễu của nó thì cực kỳ là chất lượng này. Đấy, các bác nhìn ra. Quá tuyệt vời luôn. Đấy. Dài 1 mét nha. 1 mét là 4 triệu 6 còn 1 mét rưỡi là 5 triệu 8 nha các bác. Đó là có nhu cầu thì cứ alo cho em. Dây này thì em về được đâu có đó có 3-4 cặp gì đấy, em cũng không về được nhiều buổi sáng hôm nay. Em về em cũng chưa kịp cui hết ra cơ. Đấy, bác nào mà thích cái giải cao ấy, cải thiện tốt cái giải cao, đấy, giải chép ấy thì các bác có thể tham khảo về cái cặp dây lọt đót này nha. Cực kỳ là hay luôn. Đó. Rất là chất lượng. Rồi, kế đến thì hôm nay em về được cái duy nhất một sợi dây nguồn XLU. Hàng đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi, dây nguồn này các bác nhìn. Nếu có dòng này mà nó làm cho chơi cho dây nguồn tổng như này thì gọi là chấm hết luôn các bạn. Cực kỳ là chất lượng. Đường kính dây của nó lên 23mm nha. Đấy. Dây này thì nguyên bản nó là 1m8 hay là 2m gì đấy. Nó cứ tầm cỡ như vậy. Đấy. Hàng nguyên bản. Bởi vì những cái dòng này á, đây các bạn nhìn này. Nó là dòng dây nguồn của XLO Plus nha. Đấy, các bạn nhìn ra. Đấy. Dòng dây nguồn XLO Plus này. Đấy, các bạn nhìn ra. Dây của nó thì viết ở đầu rắc này nó là đều là hàng đúc nguyên bản luôn nha. Tức là nó đúc liền với dây luôn với cái đầu rắc chứ nó không có dạng như dạng bắt ốc. Đó, các bạn nhìn chưa? Cực kỳ chất lượng. Đấy, mặt đằng sau này thì nó đều có đầy đủ mã số seri này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Các bạn nhìn này. Đó. Này, đó các bạn nhìn chưa? XLO này. Đó, by US này, các bạn nhìn thấy chưa? Cực kỳ chất lượng, nói thằng này lên 8.0 ly nha các bác. Bởi vì nếu mà để em nói về một sợi dây nguồn mà lõi lên đến 8.0 ly thì nó rất là hiếm nha. Đó, các bác thử tưởng tượng
đấy, tức là cái lõi dây nó còn to hơn cả cái này, này. Đây cái này nó chỉ có 6 chấm thôi, chứ còn cái thằng này nó lên 8 chấm, các bác nhìn ra. Thì cái sợi dây nguồn XLO này thì em đang bán các bác mức giá là 14 triệu nha. Đợt này em về là giá nó cũng rất là tốt rồi, 14 triệu đồng một sợi dây nguồn, duy nhất một sợi thôi. Bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho em, dây nguồn XLO Plus, hàng chính hãng Mỹ về, rất là hiếm. Đó, cái đến thì hôm nay em lại về thêm được cả cái sợi dây nguồn của Chamberlain này. Hôm bữa em cũng quay rồi, hôm bữa em về được có mấy sợi ấy, thì em quay cho các bác rồi, thì hôm nay em lại về thêm được 3 sợi, 2 sợi nữa nha. Đấy, đây các bác nhìn ra. Đấy, dây nguồn này, Chamberlain đẹp phương copper, hàng của Made in USA này. À, hôm nay em về được những hai sợi 2 mét nha. 1 mét rưỡi thì em cũng có. Bởi vì cái dòng này á, hôm nọ em về được 3 sợi mét rưỡi thì phải. Bởi vì cái dòng dây nguồn Chamberlain như thế này này, đây, các bác nhìn nha. À, đầu rắc của nó thì đều là sử dụng đầu rắc carbon rồi. Và những dòng dây này thì nó đã là hàng đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi nha các bác. Đây các bác nhìn ra. À, đầu rắc của nó là đầu rắc của Furutech. Dây thì đã qua sử dụng rồi, cùng và chất lượng thì còn rất rất là đẹp. Nếu bác nào mà có nhu cầu thì có thể alo cho em. Đấy, sợi này thì 1 mét rưỡi của nó thì em vẫn bán cho bác mức giá là 6.900.000 nha. Còn 2 mét thì giá hơn 8 triệu xíu. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Bởi vì những cái dòng dây nguồn như này nó cũng là rất là một trong những phụ kiện cũng rất là quan trọng cho cái dàn âm thanh nhà các bác. Bởi vì khi mà các bác đã sử dụng đến những dàn âm thanh hay em mà các bác sử dụng những cái dòng dây nguồn đi theo máy của nó thì nó không thể nào mà phát huy được hết cái chất âm cũng như là cái dòng điện đầu vào của nó sạch hơn, tiếng của nó nghe sẽ có độ tĩnh, độ sâu hơn thì nó không hề có nha. Đấy, cũng là một trong những cái lý do mà rất nhiều hãng người ta đang sử dụng là thay thế những dòng dây nguồn. Đấy, người ta phát triển, người ta sản xuất những dòng dây nguồn rời như này để cho các bác thay thế những cái con dây nguồn đang đi theo máy nha. Đấy, và cũng có khá bác nhiều bác hỏi em cái dây loa Chamberlain mà em ngày mai em về được hàng rồi đấy. Cặp đấy là ngày mai em về được rồi, ngày mai hoặc ngày kia em có hàng rồi. Em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác nha. Rồi, kế đến thì đây. Đây có một cặp dây loa lọt đót này, em để gọn này. À, các bác nhìn ra. Đấy. Cái này là em có một cặp thôi. Đây các bác nhìn ra. Dây thì cực kỳ là đẹp nha. Này, các bác nhìn ra. Đó, dây loa lọt đót này. Đấy. À, các bác nhìn này. Thân dây của nó đây. Em quay cái thân dây cho các bác xem này. Đây nha. Đó, thân dây của nó thì cực kỳ là chất lượng này. Đấy, dòng này thì nó gồm 4 bản như này nha, 1 2 3 4 này. Tức là một lõi như này. Đấy, tức là hai cái bản này nó sẽ thành một cái lõi dây như này. Dây này là dây bạc và các bác nhìn này. Dây của dòng này của nó thì nó sẽ có những lớp vằn như này trên dây này. Đấy, thì đây là những cái lớp chống nhiễu của hãng nha. Đấy, còn bởi vì hãng người ta sản xuất và thi công ra ấy, nó đều là có những cái lớp chống nhiễu của hãng như thế này. Đấy, cái đầu rắc của nó đây. Đầu rắc này, bắp chuối. Dòng này thì em về là chỉ có đầu rắc bắp chuối nha các bác. 8 đầu rắc của nó đều là bắp chuối hết. À, dây mỗi vế là dài 2,5 mét, cực kỳ là chất lượng. À, đó, rất là chất lượng nha. Các bác nhìn nha. À, cặp dây loa lọt đót này thì bên em đang bán các bác mức giá là 12 triệu nha. 12 triệu đồng một cặp dây loa lọt đót này. À, các bác nhìn nha. À, cực kỳ là đẹp. À, bác nào mà thích chép sáng từ tiếng bay bổng một chút thì các bác có thể tham khảo với cái dòng lọt đót đấy. Bởi vì riêng cái dòng lọt đót thì đa số của hãng thì người ta sản xuất ra thì nó đều là những dòng dây mạ bạc thôi, nó không có dòng nào cả. Còn trước mặt các bác đây thì nó lại là một cặp dây loa Maxintoc. À, này hôm bữa em về được có hai cặp em bán lâu lắm rồi, hôm nay em lại về thêm nữa đây cho các bác đây. Hôm nay về là số lượng tương đối tốt đấy. Thì cặp dây này thì mỗi vế của nó đều dài 2,5 mét nha. À, dây nguyên bản mỗi vế 2,5 mét, đầu rắc của nó là sử dụng đầu rắc carbon của hãng. À, cục lọc nhiễu là lọc nhiễu của Maxintoc. Đấy. Đây các bác nhìn ra. Đấy, một cặp dây loa Maxintoc này bên em về. À, các bác nhìn ra. Đấy. Maxintoc hàng của Made in USA này. À, dây cực kỳ là mềm dẻo nha. Đây là dạng này là dạng rắc khóa nha các bác. Nó là dòng rắc khóa thì các bác nên các bác cắm vào rồi nha. Thì các bác siết lên như này. Đấy. Khi mà các bác siết lên nha. Đây. Đấy, thì cái đầu rắc này nó sẽ lở ra này. Các bác nhìn chưa? Đấy, đầu rắc này nó lở ra. Đấy, khi mà nó lở ra rồi thì nó sẽ bóp chặt lại những con âm ni của nhà các bác hơn. Và cái cặp dây loa lọt đót và cặp dây loa của Maxintoc như thế này. Đấy, rất là ít khi bên em về được nha. Để các bác nhìn chưa? Hàng của Maxintoc này. Đây. Em quay các bác xem. Đó, Maxintoc Made in USA, dây nguyên bản rất là đẹp. Đấy, mỗi vế 2,5 mét. Bác nào mà đang thiếu giải bát, bát chưa sâu, chưa mềm mại thì các bác có thể tham khảo về cặp này nha.
riêng cái dòng Maxim tốc này các bác đánh GB này. Đấy, đây, các bác đánh GB hay là các bác phối ghép với lại những cái dòng loa đời cao như là những cái dòng vocal đánh chất âm nó cực kỳ là hay. Tiếng nó ra rất là mềm mại. Đấy. Đặc biệt là cái phần trung âm của nó ra cái độ chi tiết tương đối là tốt cho tất cả các bác nha. Đấy, hiện tại thì một cái cặp dây loa của Maxim tốc như này. Đấy thì bên em đang bán các bác mức giá là 9 triệu đồng một cặp. Các bác là có nhu cầu cứ alo cho em nha. 9 triệu đồng một cặp dây loa Maxim tốc. Dây nguyên bản bên em về nha, cực kỳ là đẹp. Đấy, bác nào lấy thì cứ alo cho em. Rồi, kế đến thì đây, em đã về được cặp dây loa của Max Levinson đây. Cặp này thì hôm nay em về được hai cặp dây loa của Max Levinson luôn nha các bác. Đấy, rất là lâu rồi đấy. Em lại về thêm được những đồ đẹp, đồ chất lượng cho các bác đây. À. Đây, các bác nhìn chưa? Đấy, dây loa của Max Levinson bài Hackman này. Các bác nhìn chưa? À, thân dây của nó đây. Này, thân dây khá là to nha. Bởi vì cái thằng này thì đa số hãng người ta sản xuất cái độ hầm hố của nó cực kỳ là chất lượng nha. Các bác nhìn này. Đấy. Đường kính dây của thằng này thì nó cũng phải dư tầm 18-19mm. À, dây thì nó đều có lọc nhiễu hai chiều cho tất cả các bác nha. Đây, các bác nhìn đây. Đó. Tất cả đều mang tên thương hiệu của Max Levinson này. Thì đây là một trong những cái cặp dây loa thì nó cũng được gọi là hàng xài lướt ở bên nước ngoài, nó cũng còn tương đối là đẹp nha. À, dây của nó thì nó là lõi dây 6.0 ly. Đấy, lõi dây là 6 chấm nha. Đây em quay các bác xem. À, lõi dây của nó đây. À, đó, lõi dây là 6.0 ly. Và đều được sử dụng là những bộ đầu jack khóa carbon như này. Đấy các bác nhìn ra, những bộ đầu jack carbon như này là những bộ jack chống oxy hóa cực kỳ là tốt của hãng. Và lõi dây của nó là lõi 6 chấm. Khi mà các bác sử dụng cái cặp dây loa Max Levinson như này, các bác có thể đánh được rất là nhiều loại loa. Đấy, từ những con GB, những con Maxim tốc, những con Tenloid các bác đều có thể đánh được. Bởi vì cái chất âm nó ra nó cực kỳ là hoàn hảo. À, em đánh giá cái dòng này thì nó gọi là phân khúc tầm tiền. Đấy, với một cái mức giá là 11 triệu đồng cho một cặp dây loa như này thì các bác có thể phối ghép được rất là nhiều với những cái dàn âm thanh nhà các bác nha. Các bác có thể ghép đánh với những dòng Tenloid này, các bác đánh với những dòng GB này, các bác có thể đánh với những dòng loa Atec này. Cái chất âm nó ra, cái trường âm nó ra nó rất là mềm mại, cái tiếng bass mà nó sâu, các bác nghe nó có độ tĩnh nhất định nha. Đấy, mà cái giải cao của nó thì nó không hề có mất đi. Giải cao nó nghe nó có độ bay bổng, các bác nghe cái tiếng ca sĩ nó hát. Đấy, những cái lốt cao nó sẽ thoát tiếng ra, nó không có bị bí tiếng như những dòng dây khác nha. Đấy, thì với một cái cặp dây loa Max Levinson như này thì bên em về là mỗi vế dài 2.5m và được sử dụng là hàng đã qua sử dụng rồi. Đấy, giá là 11 triệu đồng thì giá bên em đã bao gồm phí ship cho tất cả bác rồi. Thì bác nào có nhu cầu cứ alo cho em Huy Cường Audio nhá. Đấy, cặp dây loa của Max Levinson rất là đẹp, hôm nay em về cũng tương đối là đẹp rồi. Thì bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nhá. Đấy. Rồi, thì sau cùng em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp nhé.